Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục EVN vì niềm tin của bạn số tháng 9 năm 2022. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý. Trong tháng 9, Công ty Điện lực tỉnh đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chuỗi các sự kiện diễn ra trong lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực tỉnh đã chủ động lập phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, không duyệt cắt điện trong các ngày tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các huyện, thành phố nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện để phục vụ cho việc xử lý sự cố, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhân dân. Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, nơi diễn ra các sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp, ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ các sự kiện diễn ra thông suốt, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm diễn ra sự kiện được an toàn. Để thuận tiện trong công tác quản lý vận hành và đồng bộ hóa toàn bộ lưới điện trung áp 35 kV huyện Na Hàng, Lâm Bình, Công ty Điện lực tỉnh đang triển khai xây dựng 4 xuất tuyến để giải tỏa công suất cho trạm biến áp 110 kV Na Hàng với tổng chiều dài xây dựng và cải tạo gần 20 km đường dây trung thế 35 kV, tổng mức đầu tư của dự án là gần 30 tỷ đồng. Để tiến độ đảm bảo đúng kế hoạch, công ty đã có kế hoạch chi tiết để triển khai dự án từ khi có quyết định giao danh mục đầu tư đến khi đóng điện đưa công trình vào vận hành, phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để nhà thầu xây lắp thi công công trình. Thường xuyên kiểm tra, quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chi phí xây dựng, kiểm tra thi công về chất lượng công trình. Mục đích ý nghĩa của công trình sau khi hoàn thành, giải tỏa công suất cho trạm biến áp 110 kV Na Hàng xây dựng mới, nâng cao chất lượng điện năng trong công tác kinh doanh sản xuất điện, giảm tổn thất điện năng lưới trung thế khu vực huyện Na Hàng và Lâm Bình. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ, Điện lực thành phố Tuyên Quang vừa tổ chức đợt kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm tại các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Những ngày này, các cán bộ điện lực thường xuyên tiến hành kiểm tra an toàn điện tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Trước đó, ngành điện cũng đã tiến hành tổng kiểm tra, nâng cấp các trạm biến áp, đường dây, hệ thống an toàn lưới điện, phối hợp tuyên truyền đến khách hàng về an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng điện như cấp phát tờ rơi, cẩm nang an toàn điện, sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các nhà hàng khách sạn, cơ sở kinh doanh karaoke nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng về an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất các sự cố về điện xảy ra. Trên mạng Internet gần đây xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ là http://evn158.top. Đây là trang web giả mạo có khả năng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẳng định trang web trên hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN. Trang web này đã sử dụng một số nội dung hình ảnh, logo có thể gây hiểu lầm là ấn phẩm thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ sở hữu các trang web tại địa chỉ http://www.evn.com.vn và http://tiết-kiệm-năng-lượng.vn. Do vậy, EVN đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVN chỉ tra cứu thông tin tại các địa chỉ trên hoặc liên hệ với các trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc các tổng công ty điện lực để được hỗ trợ. Số hóa mọi hoạt động là mục tiêu và phương châm hành động của ngành điện hiện nay. Tại đội quản lý vận hành lưới điện Cao Thế, công tác chuyển đổi số được triển khai, áp dụng triệt để trong công tác quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp 110 kV, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng. Kiểm tra thiết bị trên lưới điện bằng Flycam. Trạm biến áp 110 kV không người trực. Nếu như trước đây, hệ thống lưới điện 110 kV được quản lý trên giấy tờ sổ sách, thì hiện nay, các trạm biến áp 110 kV sau khi chuyển sang chế độ không người trực, từng thiết bị đều được cập nhật chính xác thông tin, hồ sơ lý lịch, lịch sử vận hành trong phần mềm số hóa. Đây là bước đầu tiên quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, công tác quản lý vận hành lưới điện. Từ các dữ liệu đã được thu thập có thể sớm phát hiện các nguy cơ để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa sự cố xảy ra. Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và nâng cao năng suất lao động. Và để thực hiện công tác chuyển đổi số, trong những năm vừa qua, công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư hơn 1.070 km cáp quang và đã hoàn thành kết nối điều khiển xa các trạm biến áp 110 kV, nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa các trạm biến áp 110 kV không người trực, số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, thông tin khách hàng, cung cấp 100% dịch vụ điện bằng phương thức điện tử, dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia và trang web, đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, giúp tiết giảm chi phí sản xuất, nhân công lao động. Công ty Điện lực tỉnh đang trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Tuyên Quang. Trong công tác chuyển đổi số của ngành điện nói chung cũng như là công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng thì hiện nay đang triển khai trên tất cả các lĩnh vực, thì trong đó có lĩnh vực kinh doanh điện năng. Đó là hướng tới cái dịch vụ cung cấp điện lực một cách hiện đại, công khai, minh bạch, dễ dàng, thuận tiện và nhanh cho khách hàng sử dụng điện. Việc triển khai số hóa toàn diện tại ngành điện thời gian qua là bước đi đột phá để tiến tới quản lý hiện đại hóa, giảm bớt các chi phí không cần thiết, tiết giảm được thời gian và tài chính cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Phấn đấu hết năm 2022, ngành điện chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty Điện lực tỉnh đang tập trung chuyển đổi các quy trình từ thủ công sang điện tử trong tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là trở thành một doanh nghiệp số, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ. Các hoạt động như đăng ký hợp đồng mua bán điện trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, áp dụng hóa đơn điện tử, thay hệ thống đo đếm điện năng bằng các công tơ điện tử có tính năng đo xa, v.v. được các đơn vị quyết liệt triển khai thời gian qua đã góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Hôm nay tôi đến đây để đăng ký đắp điện công tơ một pha và mục đích sinh hoạt. Sau khi đến đây thì cũng được nhân viên điện lực hướng dẫn nhiệt tình, và qua đây tôi cũng biết được cái dịch vụ công rất là tiện ích cho người dân, nhanh chóng và thuận tiện. Cán bộ ở đây rất là nhiệt tình chị ạ. Đến là các chị hướng dẫn mình làm các thủ tục, và các chị hướng dẫn là đưa các giấy tờ của mình ấy, tùy thân để đến để làm cho chính xác, và hướng dẫn là 5 ngày sau là có các anh nhân viên của điện lực đến để lắp công tơ cho gia đình mình ạ. Thời gian qua, công ty Điện lực tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp số hóa các dịch vụ điện năng, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, giám sát và tiếp cận các dịch vụ của ngành điện. Đồng thời, công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng như dịch vụ lắp đặt sửa chữa dây sau công tơ, quản lý vận hành thuê lưới điện, đấu nối công trình, dịch vụ lắp đặt sửa chữa đường dây sau công tơ và dịch vụ quản lý vận hành thuê lưới điện. Để khách hàng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ, công ty Điện lực Tuyên Quang đã và đang tập trung đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ bằng nhiều hình thức như triển khai nhiều giải pháp về số hóa dịch vụ điện năng, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, giám sát và tiếp cận các dịch vụ của ngành điện. Công ty Điện lực tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó thì việc duy trì, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho công tác giáo dục là một trong những nhiệm vụ được công ty chú trọng quan tâm. Công ty Điện lực tỉnh hiện đang quản lý và cung cấp điện cho trên 270.000 khách hàng trên địa bàn. Riêng lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh hiện có trên 470 trường học với trên 200.000 học sinh sinh viên. Những năm qua, ngành điện thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương, các trường học để cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các giải pháp tối ưu, giữ vững mục tiêu cấp điện ổn định an toàn cho công tác dạy và học trên địa bàn. Cái công tác an toàn điện trong nhà trường thì thứ nhất là dựa trên cái cơ sở làm về cái an toàn, thì nhà trường thứ nhất là đã kiểm tra lại cái hệ thống đường điện sẵn có. Bên cạnh đó thì phối hợp với lại Điện lực thành phố để kiểm tra độ an toàn cũng như là để sử dụng các thiết bị đảm bảo một cách tốt nhất trong quá trình dạy và học của nhà trường. Tại các trường học, công ty đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc lên phương án kế hoạch cấp điện, kiểm tra định kỳ, bố trí lực lượng công nhân chủ động kiểm tra lưới điện trung áp, hệ thống đường dây hạ thế, trạm biến áp để trực tiếp xử lý các khiếm khuyết, không để sự cố xảy ra, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, an toàn cho các trường học trên địa bàn, đặc biệt vào những dịp như tổ chức khai giảng, thi tốt nghiệp, tổng kết năm học. Điện lực thành phố đã tổ chức các đoàn và các cái tổ đội để đến các cái trường trung học và trên địa bàn thành phố này, hướng dẫn cho nhà trường, cán bộ và giáo viên và cũng như học sinh sử dụng điện an toàn
trong lớp học cũng như là khu tập trung. Đến nay thì điện lực cũng đang phối hợp với trường để thực hiện tuyên truyền giúp cho công tác sử dụng điện cho các trường được đảm bảo an toàn, phòng chống các cái tai nạn điện hoặc là phòng chống cháy nổ. Cùng với những giải pháp về lĩnh vực chuyên môn, công ty cũng đã làm việc với các nhà trường để nắm bắt tình hình sử dụng điện và hiện trạng hoạt động của các thiết bị, kịp thời tư vấn, giúp cho hệ thống điện của trường học ngày một tốt hơn. Mặt khác, tăng cường phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến các em học sinh về an toàn điện, tổ chức các cuộc thi trường học tiết kiệm điện. Qua đó, giúp các em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản để cùng nhà trường, gia đình, xã hội chung tay sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão, Điện lực Na Hang đã triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Sử dụng flycam để kiểm tra đường dây và các thiết bị trên lưới điện được Điện lực Na Hang thực hiện thường xuyên, đảm bảo an toàn trong cung cấp điện trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó đưa ra các tình huống cụ thể có thể xảy ra, cách xử lý và phương án cắt điện khi có thiên tai bão lụt theo từng khu vực. Điện lực Na Hang đã áp dụng các công nghệ 4.0 vào trong quản lý vận hành để khắc phục nhanh, tìm kiếm sớm các sự cố xảy ra trên lưới điện để cung cấp lại điện cho bà con nhân dân một cách sớm nhất. Hiện Điện lực Na Hang đang quản lý trên 440 km đường dây 35 kV, trên 500 km đường dây hạ thế 0,4 kV, 208 trạm biến áp cung cấp lưới điện quốc gia trên địa bàn hai huyện Na Hang và Lâm Bình. Mặc dù địa bàn rộng, đường điện kéo dài qua nhiều đồi núi hiểm trở, địa hình bị chia cắt mỗi khi có mưa lũ, nên công tác quản lý vận hành hệ thống điện trên địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình gặp nhiều khó khăn. Song mọi cán bộ công nhân nơi đây luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo ứng trực để xử lý sự cố sau mưa bão, toàn thể cán bộ công nhân viên là luôn luôn sẵn sàng để ứng trực khi xảy ra sự cố mưa bão xảy ra trên địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình. Cùng với đầu tư cải tạo lưới điện, công tác kiểm tra rà soát hệ thống đường dây, trạm biến áp để kịp thời phát hiện khiếm khuyết, có phương án xử lý, nâng cao chất lượng điện năng và hạn chế các sự cố có thể xảy ra. Điện lực Na Hang cũng đã phối hợp với các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, chủ động cắt tỉa cây lớn gần đường dây để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định trong mùa mưa bão, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhằm giảm thiểu các nguy cơ sự cố lưới điện, trong thời gian qua, Điện lực Yên Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho sản xuất sinh hoạt của khách hàng trên địa bàn. Với trên 487 km đường dây trung thế, 760 km đường dây hạ thế và 295 trạm biến áp phân phối, với tổng công suất trên 54.000 kV/A, Điện lực Yên Sơn luôn đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, theo dõi những trạm biến áp có nguy cơ quá tải, vệ sinh bảo dưỡng định kỳ hàng tháng, bố trí trang thiết bị vật tư, tăng cường lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Tổ chức tốt hệ thống tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng để nhanh chóng xử lý, khắc phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Điện lực Yên Sơn cũng đã tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trạm biến áp trên địa bàn để thực hiện hoán đổi những trạm biến áp đầy tải, quá tải với những cái trạm biến áp đang vận hành non tải. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã có đề xuất với công ty Điện lực Tuyên Quang cung cấp thêm cho chúng tôi những cái máy biến áp để chúng tôi thực hiện lắp những cái trạm biến áp dã chiến với cái chi phí rất thấp để đảm bảo cung cấp điện cho bà con nhân dân. Đầu năm 2022, đơn vị đã đầu tư xây dựng mới 14 trạm biến áp chống quá tải, thường xuyên theo dõi vận hành các trạm biến áp phân phối, lập kế hoạch cân đảo pha, hoán đổi, nâng công suất máy biến áp phù hợp với nhu cầu phụ tải. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong các hộ gia đình, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện cũng như hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện gia tăng đột biến. Trong mùa bão, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị để khi sự cố xảy ra thì chúng tôi khắc phục nhanh sự cố và cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng. Chuyên mục EVN vì niềm tin của bạn số tháng 9 năm 2022 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.